Thương chào cả nhà. Lời nói đầu tiên đến với kênh Thư Trần, Thư kính chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, thật là vui vẻ, hạnh phúc bình yên. Cả nhà thời gian qua đã ủng hộ kênh của Thư và để lại bình luận phía dưới giúp cho Thư được phát triển hơn. Thư chân thành cảm ơn cả nhà thật nhiều. Từ đây về sau cả nhà ủng hộ Thư nhiều hơn nữa nhé. Thư sẽ quay cảnh miền Tây sông nước cho cả nhà xem. Cả nhà cùng đi xem với Thư nhé. Có đường mương nhỏ quẹo vô không cả nhà? Ở đây là tràm mới trồng vô trong kia tràm đó. Đường mương này nó hơi cạn á cả nhà. Đường mương này nó hơi cạn cho nên nước nó hút nè. Gừng tràm á cả nhà. Tràm con nhỏ nhưng mà hồi nhỏ thì người ta tỉa á, cây cong thì người ta mỏ, cây lớn người ta chừa lại đặng người ta đóng cừu. Cho nên là nè. Tràm rất là xuông. Tràm rất đẹp. Đúng rồi nha cả nhà. Đây là người ta đúng rồi. Tràm rất là suông. Lắm này lỗng mấy chị? 5 hả? 6 mét. Dạ. Này 5 mét 6 mét. Bên kia mấy anh làm. Chào mấy anh. Chào chị. Sáng mấy giờ đi đốn mà giờ nhiều quá chị? Dạ. Yeah.
cái này là đốn chàm cả nhà, này là đốn trong. À, anh thì đốn ngã xuống rồi chị chặt đọt. À, cái để theo hàng như vậy rồi có mấy anh kia đi ra mình sắp ra cái lớn thì theo cái lớn, cái nhỏ theo cái nhỏ. Như cây nhỏ là cây kia bằng cây xà đậu nha cả nhà, tại vì hồi đó giờ Thu cũng chưa thấy đốn chàm nữa, hôm nay nghe nói đốn chàm á Thu đi theo cho biết. Công 3, 3 triệu 1. Vậy là mình chở luôn. Vậy hả? Dạ. Mình lựa luôn hả anh? Dạ. Rồi cơm của mình hả? Dạ. Dạ, vậy là mấy anh em cùng nhau đốn. Cùng nhau đốn vậy đó. Dạ. Lãnh lô vậy đó, mẫu mấy vậy đó, đốn rồi thôi. Rồi mình lãnh nguyên một lô rồi mình chia ra. Dạ. Dạ như một ngày mình như gian công anh vậy là đốn được bao nhiêu công? Như như cỡ 7 8 người vậy đốn ngày không mấy à. À, giải của mình luôn hả gì anh? Dạ, của mình. Dạ. Vậy rồi mấy giờ anh đi đốn? Ờ, 6 giờ vô đồng đốn. Dạ. 6 giờ vô đốn, ai đốn thì đốn, còn ai chuyển thì chuyển. Dạ. Như vậy mình có mấy loại cây lận anh? Thì, loại cây thì 4 5 loại lận. À. 3 không 3. 5 6. Dạ dạ dạ. Anh đốn mấy giờ anh mới nghỉ? Đốn cỡ 1 giờ mấy nghỉ rồi. Dạ. Ngày chuyên qua em đi 2 giờ là nghỉ hết rồi. Em cảm ơn chàm này nha, là cái đường đốn này cả nhà. Đường này là đường đốn. Đường này là cái đường chặt đọt. Đường này là ngay góc giữa để cây. Anh cho dễ lấy. Hai bên là để đọt lá, rồi chính giữa mình để cây. Thu thấy cắt xuống rồi là mình cắt ngay căng cái đọt. À, đó, thì cắt cái đọt như vậy. Đó, rồi chị để qua. Sắp rất là ngay ngay hàng ngay lớn. Một lát nữa có mấy anh lại. Lựa, như lựa cây nhỏ như vậy. Cây nhỏ như vậy thì để riêng ra, cây lớn gì để riêng ra. Tùy theo, từ 3, từ 4, từ 5. Đó, cưa xuống như vậy. Đây chặt ra như vậy. Cái đoạn này bác không được đó nghe cả nhà. Tại vì lúc nhỏ người ta đã tiễn rồi cho nên cái cây rất là suông. Trừ ra cái cây không lớn còn nhỏ thôi chứ ít còn cây cong lắm. Em chào chị ơi. Chị. Chào chị. Chào anh. Chào anh. Chào chị. Anh đốn chàm hả anh? Dạ em đốn chàm chị ơi. Rồi bây giờ bên kia đốn là bên em giác ra đó hả? Dạ. Đốn bên này giác. Chung một băng luôn hay là khác anh? Dạ chung. Dạ dạ. Giác rồi mình Đủ rồi vậy, đốn chàm rồi vậy. Em đi quay YouTube. Con ăn không có chuyện thôi chúng đi. Vậy bây giờ anh giác này ra để ngoài đó sẵn hồi ghe vô chở hay sao anh? Dạ em giác ra đó rồi lát ủa dễ thở thời nó anh. À ủa vậy là có thợ riêng, thợ đó là của chủ hay là của chung băng mình? À vậy là chủ chào kêu mình đốn công rồi mình đốn sẵn ở đó mình giác đó thợ ra tề rồi mới truyền ra. Dạ dạ em cảm ơn anh nhiều, tạm biệt mấy anh. Dạ chế trưởng bệnh viện Tâm Nông á. Đâu 3 giờ mấy rồi chị đi rồi. Ờ giỏi vậy trời. Rồi đi chở nó rồi tranh thủ giờ mát là làm khỏe. Ờ. Ờ 3 giờ mấy rồi đi rồi. Đi tới chỗ là 4 giờ mấy, vô là chở. Bỏ vậy quá giỏi. Chở cho anh thường mấy người đó mới vô đó. Vậy đó hả? Ờ. Vậy mình làm vậy mau.
trời chuyển mưa dữ lắm luôn nha cả nhà. Trời chuyển mưa dữ lắm luôn. À. Nghĩ hả? Nè, đây là anh chị truyền lên đi khu 6 hả chị? Em chào anh chị. Em chào anh chị. Ồ, vậy là này trên khu 6. Cái này là anh với chị là tề nè cả nhà. Nè, có tề ra. Đây. Nhìn xuống. Nè. Nhìn xuống. Cái này là anh với chị ra tề. Tề ra là có mức nha cả nhà. Chẳng hạn như cái công là từ 3, từ 4, từ 5. Đó có cái cây cả nhà thấy không? Có cái cây. Đó. Nếu đúng vô từ 3 thì để từ 3, đúng từ 4 thì để từ 4. Còn nếu cây xà đậu thì để nguyên cây luôn nha cả nhà. Đó, chị để cây vô. Anh đằng đây thì cắt ra. Ở đây là chuyển chàm ra hết, chàm để như bên kia vậy đó, nhưng mà chuyển ra hết rồi đó, những cái đọt. Đây là những cái đọt cao cưa tề ra còn dư, nhưng chẳng bán được cho người làm củi nha cả nhà. Đó. Đúng tại ông về tôi mới về đó. Đi thì một ghe, một cái xuồng ba lá này thì hai anh chị, hai vợ chồng đi một xuồng, hai chồng đi một xuồng. Cái này là mấy anh này là trên Tam Nông khu 6 rồi xuống Trường Xuân làm luôn nha cả nhà. Vì cuộc sống chật vật cho nên mọi người rất là cực khổ. Có chị đi 3 giờ mấy là đã đi rồi, tới chỗ là 4 giờ mấy để làm. Rất là vất vả, bà con nông dân mình rất là vất vả nha cả nhà. Dạ, đợi anh ra về luôn anh đi. Dạ, anh chuyện đi. Dạ, một chút xíu em lại đó anh chị, để em quay anh chuyện. Đây anh chị nghỉ uống nước. Chị ơi, cây nào mình cũng cắt theo cỡ đó hả chị? Cây nào mình cũng cắt theo cỡ đó hả? Dạ. Dạ dạ. Em tưởng cây nào cũng cắt bằng nhau chứ. Dạ. Sáu bề loại cây đó hả chị? Dạ.
cây xăng. Dạ. Vậy anh chị ra đây mấy giờ mà em mới dứt giờ là có đây rồi. Dạ dạ. Quá trời tranh thủ luôn. Làm sớm cho mát hả chị? À. Quá trời hay ha. À, vậy là cây tới 2 thước mấy đó hả chị? Dạ. Dạ. Có kinh nghiệm mới làm được, phải ai làm không được đâu. Dạ. Dạ. Biết nhìn ngọn hả chị? Dạ. Không biết phân ngọn là không tìm được luôn. Dạ. Ồ, cây này xuông quá. Dạ. Cây mới gọi dài lên là 5 thước 6 cây nhà. Cây này 5 thước. Thôi em đi chị ơi, em cảm ơn anh chị nha. Dạ. Dạ em. Chuyện như vậy đó cả nhà. Mình đi có gian xuồng, lát mình lại xuồng mình đi về. Hay quá. Tại vì ở đây không ai cầm máy hết trơn á, cho nên là chỉ thấy mặt hù thôi chứ không có thấy dáng có hù được. Đây anh và chị truyền tràm đó. Đây anh chị tranh thủ 3 giờ mấy là đi tới, đi rồi tới vườn là 4 giờ mấy luôn. Thu cũng mong cả nhà ủng hộ Thu nhiều hơn nữa nha, và để lại bình luận phía dưới giúp Thu nha. Thu chân thành cảm ơn thật nhiều. Cùng đi xem đống tràm và hành trình đống tràm với Thu nha. Xin mời cả nhà cùng xem. Đi vô tràm cũng vui lắm nha cả nhà. Nè, lội vậy nè. Nghe nói gần tràm Thu đó giờ chưa có đi. Bây giờ đi mới biết. Xuồng này mấy tấn luôn chị? Xuồng này 2 tấn rưỡi. Dạ. Đẹp luôn. Chèn chàm để một cái nó ngay trừ luôn thấy không? Chứ gặp Thu là để là không biết đường luôn đó. Thu để một cái là mấy cây chàm là giáp một cái xuồng luôn. Dạ. Rất là giỏi. Cả nhà nhìn xem nè, y như là dắt đũa trong ống luôn, để rất là ngay ngắn. Rất giỏi. Với mấy ở đây Thu quay cho anh chị cả nhà biết là ở đây nhân dân mình cũng là rất cần cù và cực khổ lắm chứ không có khỏe, ai cũng phải lo làm. Như anh chị thì đi 3 giờ rưỡi đến vườn, tới vườn 4 giờ rưỡi, còn Thu thì cũng tranh thủ mấy anh chị đi thì Thu cũng đi đặng mà Thu quay, cho nên
mọi công việc nó có cái cực riêng của nó, không có gì làm mà sung sướng hết, cái gì cũng phải cực khổ. Nhưng được cái là mấy anh chị rất là vui tính, Thư rất thích luôn, rất là vui, niềm nở. Dân miền Tây là vậy. Thu chưa tiếp xúc những nơi khác, nhưng mà Thu ở miền Tây thì Thu thấy dân miền Tây rất là nhiệt tình và ấm áp lắm. Thu rất thích nhiệt quê hương của Thu, rất là tốt. Cái luôn thùng nước bự này cả nhà, đó, rất là cặn cụt, ngưỡng mộ quá, quá đẹp quá chị ơi, hay quá. Ông ơi sao này không thấy ông làm gì chứ? Đừng con chọi phụ nữa mà. Cái thằng chàm đã thiệt chứ. À mà chị ơi, mình chạy cái ghe xuống hay mình đi xe xuống, mình đậu cái xuồng mình ở dưới đây chị? Chạy xe xuống. À vậy mình cái xuồng mình đi đem đi trước. Xuồng ở trong đồng đậu trong đây. Dạ. Không ra đâu. Dạ, vậy là xuồng này của xuồng nhà, xuồng nhà. Xuồng của em. Dạ. Chỉ được vô một lần thôi. Vậy đó hả? Mình vô lần mình bỏ cho nào làm xong mình mới đi. Ở trong đây 2 3 năm trời rồi. Ủa vậy cái xuồng này bỏ đi 2 3 năm trời rồi hả? À. Luôn tới nào nó ấy cái mình muốn giò vô cái đẩy lên bờ luôn là làm luôn. À vậy là bỏ cái xuồng đây luôn. À. Nghe em cả nhà, cái xuồng này để đi 2 3 năm trời rồi đó, tới chừng làm thì xuống làm đi xe xuống. Còn miếng lắp giò thì lắp giò tại chỗ làm này luôn. Hồi đó thì nhỏ chưa đi học quá. Dạ. Thì ở cái này không à. Dạ. Cái nhỏ đi học rồi cái đi về. Học lớp mấy rồi chị? Nó học mẫu giáo. Vậy hả? Mình lớp 1. Ủa, con còn nhỏ vậy à? Dạ. Lớn thì 18 tuổi rồi. Vậy à, mốt cái gì? Hai đứa hả chị? Dạ. Đứa trai đứa gái. Dạ, ngon rồi. Đứa út trai hay gái? Trai. Dạ. Cái út là đủ vốn rồi. Chứ ngộ hết. Thằng thì sanh ba trai, chín đứa gái không có. Anh thì bốn đứa con gái kiếm con trai không có. Ồ ngộ. Dạ bởi vậy. Như anh chị có trai có gái ngon rồi. Khỏe rồi. Không. Có đứa mà tại có mẫu không hay á. Mình lấy luôn. Mốt. chắc cái xuồng tràm đẹp quá chừng hả chị? Dạ. Quá đẹp luôn. Bởi vậy cái cây nó đẹp thành ra. Ồ. Hai người hai cái máy cưa vậy đó hả? Dạ, để khỏi dành lộn bên đây. Cưa vậy? Em ở cá bè chị ơi, Tiền Giang cá bè đó, có không? Ờ ghê vậy đó hả? Ờ gặp mình gặp chứ cũng đâu có sợ, gặp ngồi hay gì chị? Dạ không gặp ngồi. Trời ghê quá, tại vì trận đó cái ông kia cũng chết nó mấy tháng à. Trời sống không sợ, sợ chết làm cái gì? Gặp gặp cái nhầm ngồi đâu có nhớ đâu người sợ. Sống không làm gì được mình đúng không anh? Nhưng có người chị chổi mũi ra gan cả nhà, anh thì chạy má chị chổi mũi
máy mình chạy ngược được hả ta? Ve, mình làm cái ve. Ồ, máy chạy ve luôn nha cả nhà. Thu nói chạy ngược, chị nói ve. À, chạy ve ngược thì chân vịt khác, chạy tới là chân vịt khác nha cả nhà. Đó, gắn chân vịt đây, vịt chạy tới. Chạy ngược ba cánh, chạy tới hai cánh. Đúng không chị? Hay quá. Dạ. Đó, đủ hết trơn luôn. Đúng rồi. Không phải muốn đốn chàm là đốn được đâu nha. Cũng phải máy nè, máy cưa, máy chạy, xuồng. Hay lắm nha cả nhà. Đó. À, quạnh cua. Đường khác, bây giờ mình đi đường khác nha cả nhà. Nước còn phèn nha cả nhà, nước này còn phèn đỏ ao nè. Đó, ở đây thì chàm có miếng thì trồng lớn, có miếng thì trồng nhỏ, có miếng thì mới trồng. Trong đây rất là nhiều chàm, không phải là một hai miếng mà đừng chàm nè. Đúng không? Như cái này là mới trồng. Cái này chàm mà em nghe nói trồng như cái lúa ha chị? Dạ. Chàm mà nghe nói trồng như cái lúa ha chị? Đấy. Dạ. Mình nhét xuống như khoảng 5 tấc cây hay là gì có khoảng gì ha chị? 4 5 tấc cây. Dạ. À, cái này chưa trồng nè, này bỏ qua. Tới mùa nước người ta mới trồng. Cái có cây tràm, mấy cây tràm này nó cũng lớn lắm rồi cả nhà, cổ thụ luôn nè. Còn cái này là để nước lên nên mới trồng tràm nè, này chưa trồng nè. Cỏ không vậy rồi nữa người ta nhét đại xuống hả chị? À, xịt thuốc cỏ phải nhét xuống nghe. Dạ. Chị đúng mà hả? Ồ, chị giỏi vậy. Này đốn lâu chưa chị? Đốn rồi, bò chị hai tháng. À, này đốn rồi 2 tháng rồi đó nghe cả nhà. Này cũng anh chị này đốn luôn á. À, nguyên nhóm của anh chị thì 7 tháng người á. À, bao năm mình mới bán được hả chị? Khoảng 4 5 năm nè. À, Thu nghe nó chị nói là trồng có 4 5 năm là mình bán được rồi đó cả nhà, thu hoạch được rồi đó. Mà trồng tràm thì không biết thu hoạch hơn lúa không mà.
chắc khỏe hơn rồi đó. Khỏe hơn lúa nhiều. Mà thu hoạch bằng không chị? Thu hoạch tràm bằng không? À, ngon hơn trồng lúa ha. Như bây giờ, như tràm hồi nãy là ta bán nhiêu công hả ta? Ờ. 80 triệu công nha. Ừ. À. Ta trồng rồi ta đâu có làm gì đâu, bỏ lấy lại gì đó. Đúng rồi. Nên ta đâu có làm gì đâu. Dạ. Lúa mình mất chăm sóc đồ xịt mò thì tốt. Dạ. Này vỏ lãi. Lãi. Về là hai anh chị là chuyền lên. Có chòi đồ ở này chứ em không có ở. Dạ hả? Dạ. Về nhà cho khỏe chị ơi, đây đó cũng gần mà. Hồi nguyên mùa dịch đó là ở với thầy không nè. Vậy hả? Không có về mấy tháng trời đâu có về nhà đâu. Hai đứa ở nhà. Xuống hết luôn. Vậy hả? Dạ. Không dám bỏ một mình đâu. Dạ. Về nhanh lên nha. Không dám nghỉ đâu. Chị không dám nghỉ luôn kìa cả nhà ơi. Đi rồi ăn đồ đũa xào. À, đồ đũa xào. Ngán lắm. Ngán đồ đũa lắm chị ơi. Ngán cũng phải ăn. Thôi. Cũng phải ăn nè. Dạ trẻ cái đó cũng phải ăn hết đồ đũa. Dạ. Lỗ hình lỗ dạ. Sao được. Nông dân giỏi. Đâu phải ai cũng lên YouTube được đâu nha. Chị nói hay quá chị ơi. Chẳng hạn như em nè. Mấy anh mấy chị rất là vui cả nhà. Mấy anh mấy chị ơi, vô kênh Thu Trần đăng ký giúp em nha. Thu Trần Tiền Giang. Thôi em cảm ơn mấy anh mấy chị. Tạm biệt. Dạ. Hẹn gặp lại. Đây là nhà của người ta ở nữa mà. Thằng Tràm cả nhà. Đây Tràm nè. Củi chàm rất là chất nha cả nhà. Đây là bãi chàm. Chàm đang lên xe. Lấy cảnh đường Tây ha. Dạ. Giao trên Tân Hồng hả anh? Hả? Giao trên Tân Hồng hả? Tân Hồng. Dạ, em cảm ơn anh. Em là phóng viên ở tỉnh nào á? Em ở Tiền Giang. Không phải phóng viên, em kênh YouTube nhỏ thôi. À. Dạ. Dạ có mấy ship đang đẹp trai lắm kìa. Lại hỏi ship coi. Tràm dự tràm này lớn quá. Dạ không có ai thấy đẹp rồi, đông lên thấy. Dạ. Ai đều cũng có khen hết. Tràm đẹp quá ha anh. Bãi cây thì là lý tưởng. Giống chủ đẹp quá trời luôn. Quá nhiều tràm. Lấy chim luôn rồi vậy? Dạ, đăng YouTube anh ơi. Dạ. Sẵn quảng bá bãi tràm luôn hay gì? Dạ sẵn giới thiệu bãi tràm luôn. Rồi có chú có tính tiền phí đồ gì không? À, hình như chú anh tính tiền lại cho em á chứ. Dạ tại em giới thiệu tràm cho anh mà. Đúng không anh? Chứ anh tính lại cho em chứ em có tiền đâu mà tính cho anh. Tâm đầu đi quay thôi vậy phải không? Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Dạ em chào anh.
Chàm này mình chở đi đâu hay là hiện giờ chàm ở bãi này hả? Dạ. Thì anh khai thác rừng nè. Dạ. Đưa ra. Rồi như vậy em muốn hỏi anh á, là em muốn biết từ giá chàm đang lỡ có bà con nào xem á, người ta sẽ biết, người ta muốn mua hay gì người ta biết giá chàm hết anh. Anh giới thiệu giùm em được không? Giới thiệu giùm em đi. Cục 3 ha anh? Là cái nào chứ? Bên đây. Đây cái loại lớn nè. Dạ dạ. À, giá bao nhiêu anh? Giá cái bãi này 19 ngàn. Dạ. Bãi, luôn là bãi đại bãi đó, còn tùy theo cái công trình xa gần. Dạ. Rồi đi đường thủy hay là đi đường bộ? Dạ. Rồi cái cừ 3 này là cừ 3 chung. Ba chung. Ừ. Ở này là 38 4 phân 10 ngàn cây. 38 4 phân. Ừ. Dạ. 4 phân 4 rưỡi rồi đó. Dạ. Anh giới thiệu cái đó, em thấy nó tốt quá anh. Thằng này là thằng kêu bằng cột 5 đó. Cột 5. Ừ. Cột 5 giá bao nhiêu anh? Cột 5 này thì giá tại bãi hiện tại là 40 ngàn. À. Tại bãi là người ta lại để mình đếm thôi. Ừ. Còn mình chuyển đi chưa tính phải không anh? Mà chuyển đi thì tùy. Dạ. Xa gần rồi vận chuyển đường thủy hay đường bộ hay có tăng bo hay không? Dạ, bãi chàm này là bãi chàm của ai vậy anh? Của anh Bình. Anh Bình. Ừ, anh Bình. Dạ. Bãi chàm của anh Bình. Ừ, anh Bình. Bây giờ liên hệ với anh Bình. Dạ. Ừ. Cho số điện thoại. Rồi, số điện thoại. Đây là chàm xuống ghe nghe cả nhà. Chàm xếp sẽ xuống ghe rồi chuyển đi. Nguyên cái bãi chàm này của cậu Tư Hội. Bãi chàm lớn nhất ở đây. Bãi chàm rất lớn. Ở đây người ta gào cho chàm đừng chạy ra nè cả nhà, đừng trôi ra. Chuyền xuống rồi chở chàm đi giao cho người ta nghe cả nhà. Phong trình là đốn xong rồi là tề cắt lửa từ nội ra. Cái này là anh ơi cho em hỏi cường này cường mấy vậy anh? Dạ. Dạ. Cường 5 1 4 phân rưỡi. Hỏi anh đi giao ở đâu? Giao bên Giáp Cam bên á. Giáp Cam. Ờ. Gà giáp với. Giáp với Campuchia. Sao chưa? Dạ. Ngày được có mấy chục ngàn à. Anh nói hơi dư. Mấy chục ngàn à. Dạ con không có. Anh mấy anh nói đùa chơi nó nghe cả nhà mặn vậy à. Một ngày tệ cũng 300-400 ngàn cả nhà. Đại mấy anh đùa đó. Chứ ngày mấy chung ai mà mặn. Có mắm mà ăn với gạo đồng bông súng là ngon quá chừng người anh. Rồi miền Tây nó vậy đó. Còn gì nữa chứ? Nhiều người mơ ước chẳng có đâu. Đúng rồi. Như thành phố rồi ước bông súng đồng cũng hơi khó đó. Đồng khô bỏ cháy là nó có thôi. Ở Đồng Tháp là
trên nó thì lúa, dưới thì cá, quá hạnh. Ai nào biết? Ai cống đó? Này là anh chủ ghe cả nhà. Ông chủ ơi, cho em hỏi thăm chủ ơi, ghe này ông chủ chở chàm được mấy tấn nha ông chủ? Mấy tấn rồi, cây gì đó. Mấy tấn là mù là bao nhiêu tấn rồi chở, là mấy tấn là chở được bao nhiêu cây? Ghe này chở bao nhiêu cây? Ghe này chở 1000 cây gì chị ơi. Vậy hả? Mà số tấn là bao nhiêu? Nước mặt qua đây rồi. Này 28 tấn. 28 tấn. Chở 1000 cây mà chàm này chàm lóng mấy? Lóng 5. À, chàm này chở ở đâu vậy anh? Chở về An Giang chứ hả? Vậy hả? Ồ, chở về An Giang. Đây mình lên An Giang chắc xa lắm. Mấy trăm cây số anh? Đây đến 60 cây gì. Vậy hả? Gần vậy hả? Gần. Ồ, vậy tưởng xa lắm chứ. Tàu là chạy 4 tiếng hồi gì, 4 tiếng. À, cả nhà ơi, bây giờ cái ghe này thì 1200 cây, nhưng mà bây giờ thì chuyện mới có mấy trăm cây à, mà Thu có công việc cho nên Thu phải về, cho nên Thu không quay trọn vẹn được cái ghe này. Đầy ghe cho cả nhà xem, chắc Thu cũng kết thúc video ở đây. Cả nhà cho Thu một like, một chia sẻ, một đăng ký và nhớ để lại bình luận phía dưới giúp cho kênh của Thu được phát triển hơn. Chào tạm biệt, thông cảm với Thương nha. Hẹn gặp lại video sau. Tạm biệt mấy anh ơi. Dạ, bye bye mấy anh nha, cảm ơn mấy anh nhiều. Dạ. Rồi, Thu tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại video sau nhé.